Rồi, xin chào các bạn nha. Thì đây là mình giới thiệu một cái tác phẩm mini của mình. Thì nó tượng trưng và đại diện cho cái lô mà mình ghép. Đây, thì nó có mấy hoa này. Đấy, mấy hoa. Giờ nó có một cái cây này là nở hoa thôi. Mấy cây kia nó chưa nở hoa. Thì cái cây nào nở hoa thì mình cứ quay, anh em nào có thích thì chốt ủng hộ cho vui ha. Giá rẻ bèo thôi. Đây, cái lớp cánh đó này. Từ sâu lớp luôn, nó rất là dùng bông dùng cánh dùng cúc lem nhụy nha. Mình gọi là mình lấy mình nhận giống ra nhưng mà chờ nó đậu hạt mà từ cái cây con lên là chưa chắc gì nó đã ra cúc như thế này đâu, cho nên ghép cho nó chắc ăn. Thì anh em thích số lượng xì lì bao nhiêu thì mình sẽ báo giá sau ha. Hiện tại thì cây mình chia xì cái mặt hoa ha. Anh em nào có thích thì là liên hệ. Món này anh em mua về bỏ vô chậu nho hết, tại do mình còn đã nuôi trong cái chậu xi măng này. Chậu xi măng này lúc lòng tầm 20 cm, cho nên nó cũng tương đối, nó kiểu như nuôi thì mình cũng không có dùng mấy cái chậu cao cấp làm gì. Mấy chậu này có mấy ngàn bạc à, nó đỡ chi phí. Còn anh em mua về số lượng ít á, thì mình thay vô chậu men cho nó đẹp. Chậu men vài chục nghìn thì bỏ vô, tiền cây với tiền chậu rơi vào tầm 200 nghìn là quá đẹp rồi không. Có cây mài chơi, bỏ ban công hay bàn trà đó mình ngồi mình ngắm mình chơi bưng bê, nó gọn gàng hơn là so với cái chậu này. Và nó còn cái mấy cái nụ với lại mấy cái búp xanh nữa này đang chờ đây. Dòng ghép thì nó xuyên cho hoa hơn. Nhờ anh em có mua phôi hay mua cái lúc nhớt và ghép nó cũng tốn thời gian. Thứ nhất, thứ hai là cũng chưa chắc gì nó ghép phôi thì nó cũng đã sống đâu, tùy theo kỹ thuật cơ bản của anh em nữa, chứ không phải ai cũng ghép mà lên nó cũng sống và ai cũng trồng phôi cũng được đâu. Rồi, xin chào ạ.